Trước tình hình khó khăn của EVN, các bộ, ngành kiến nghị Thủ tướng đồng ý chuyển hai dự án điện khí Ô Môn 3, Ô Môn 4 bị chậm tiến độ sang PVN làm chủ đầu tư. Tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVN đã báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hai dự án nhiệt điện khí Ô Môn 3, Ô Môn 4. Có những khó khăn về bảo đảm nguồn vốn, chưa thống nhất về khai thác, vận chuyển, sử dụng khí trong suốt vòng đời của hai dự án một cách bền vững. Cụ thể, lãnh đạo EVN cho biết đang gặp khó khăn lớn trong việc sử dụng nguồn vốn ODA dành cho dự án Ô Môn 3, khả năng huy động nguồn vốn vay thương mại cho dự án Ô Môn 4, khiến các dự án này có thể bị chậm so với tiến độ triển khai tổng thể của chuỗi dự án. Bên cạnh đó, cơ chế huy động điện lên lưới để bảo đảm tiêu thụ hết sản lượng khí cung cấp trong khi giá thành sản xuất điện khí đang cao hơn giá bán điện của EVN. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ hai dự án nhiệt điện khí Ô Môn 3, Ô Môn 4 là hết sức quan trọng, bảo đảm sự vận hành thông suốt, hiệu quả của chuỗi dự án khí điện Ô Môn. Vì lợi ích đất nước, chúng ta không thể để chậm mãi thế này được, phải rõ trách nhiệm của các tập đoàn, bộ, ngành để tháo gỡ hoặc đề xuất hướng xử lý các khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng nói. Đại diện các bên tại cuộc họp thống nhất và kiến nghị Thủ tướng, theo thẩm quyền, đồng ý chuyển giao hai dự án này cho PVN làm chủ đầu tư. Theo phân tích, PVN đang có điều kiện thuận lợi về huy động nguồn vốn, năng lực thực hiện, cũng như có thể quản lý thống nhất, vận hành đồng bộ hạ tầng dùng chung của chuỗi dự án. Phó Thủ tướng giao EVN phối hợp với PVN để sớm chuyển giao toàn bộ kết quả những công việc đã được triển khai cũng như nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư liên quan đến hai dự án nhiệt điện khí Ô Môn 3, Ô Môn 4. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương phối hợp trong giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính, kỹ thuật trong quá trình chuyển giao hai dự án, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của EVN và PVN, báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền. PVN sớm hoàn thiện thủ tục, huy động nguồn vốn để nhanh chóng hoàn thành khâu chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu triển khai hai dự án, xem xét, tính toán việc phân phối khí trong chuỗi dự án khí điện lô B Ô Môn. Tránh được rủi ro, dự phòng các tình huống có thể xảy ra trong tương lai, nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư của nhà nước. Dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 có diện tích sử dụng đất khoảng 8,3 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 27.596 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 9.926 tỷ đồng, vốn huy động 17.670 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án nằm tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Thời hạn hoạt động của dự án là 31 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. Còn dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 4 có địa điểm xây dựng tại khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Quy mô công suất khoảng 1.050 MW, tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng. Theo dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.